Em đồ uống để chứng minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối hôm nay là một tối ngày thứ năm. Tối thứ năm hôm nào mới hôm nào rồi. Nên chúc các bác thứ hai đầu tuần. Hôm nay là thứ năm rồi. Em cũng quay clip tầm này nó khá là muộn mọi người nhé. Giờ này chắc nếu một clip lắp lên phải tầm khoảng 11 rưỡi. Thì anh em mà xem được ưng được món gì thì mọi người có thể nhắn tin, tầm này gọi điện để cho em không nghe máy đâu. Mọi người có thể nhắn tin thường, nhắn tin qua Zalo. Cái số Zalo để anh em chốt cái món gì thì nhắn tin mọi người nhé, không thì sáng mai mọi người xem được mọi người chốt được clip muộn được tưởng anh sẽ chốt sáng. Thì trước tiên vào clip thì em xin mọi người dành cho em mình một nút like, và ai xem được clip, khách nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nút đăng ký kênh ủng hộ em mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì em sẽ bắt đầu vào chương trình luôn. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà em mình muốn chia sẻ mọi người đây là một quả phu bambu. Đây là hàng chun bambu mọi người nhé. Thì em sẽ chia sẻ và cam kết với mọi người như này, cái hàng này của em là 100% là không có lỗi vết, em toàn lựa hàng đẹp em làm với mọi người, em không làm bằng lỗi vết mọi người nhá, hàng không có lỗi vết đó, không có lỗi vết luôn và rất là nhiều chun, và bên dưới là đặc hết, đặc xịt luôn. Hàng chun ấy thì bao giờ là cái gỗ nó sẽ già và vân nó rất là đẹp, cũng như là nó sẽ có mùi thơm rất là tuyệt vời, cực kỳ thơm, và khẳng định mọi người luôn là thơm rất là bền, cực kỳ bền các bác nhá. Và quả này là trong quả cái logo em tiện được tầm khoảng gần chục quả. Thì hôm nay là xong cái quả đầu tiên nhá. Hôm loại thì có được một quả. Một quả thì đã bán mọi người. Một quả này thì một quả to như này thì trên thị trường bán chắc chắn không có giá dưới tầm khoảng 1,6 triệu, 1,7 triệu đâu. Em cho trước chắc. Mọi người nhá, không 1,6 triệu, 1,7 triệu đâu. Quả này đường kính là rơi vào tầm 35 rồi mọi người này. Đường kính 35 mà rất là to nhá. Hàng cam kết không lỗi vết nhá. Chiều cao của quả này 23. Đường kính 35 và chiều cao 23. Em sẽ lật sơ qua phần đế cho mọi người để yên tâm, hàng này thì hàng uy tín rồi. Ôi đặc lắm. Hàng này nó nhiều dầu lắm anh em ạ. Đây. Đế đặc 100% mọi người nhé. Hàng này toàn bộ đế đặc hết. Mời mọi người ngắm quan sát được cái chất gỗ chất vân cho mọi người ngắm nha. Quả đường kính 35 ấy mọi người ạ, không phải nhỏ đâu. Đây anh em nhìn nó rất nhiều chun nhá. Đây là cái vân gỗ này, không có vết, hàng cam kết không có vết mọi người nhá. Vân gỗ đấy, không có vết đâu mọi người, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên hết, đường kính 35. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn mọi người. Đây rất là nhiều chun, và đây là hàng đều là hàng chun hết, toàn chun hết, và gỗ vân rất là đẹp. Để tiện là một quả phú quý mà 100% không có vết nỗi này là cũng phải được ấu rất là khó đấy, và rất là thơm mọi người nhé. Và đặc biệt cái này là nó có bi, có một cái viên bi bên trên này nữa, nhưng mà em chưa kịp hoàn thiện cái bi rồi, bi quên ở trên xưởng rồi. Hoàn thiện rồi nhưng mà quên bi rồi, có một cái viên bi đợt này làm là có thêm cả một cái viên bi, cả một cái bi cầu ở trên này nữa, đặt một cái viên bi đây cho mọi người luôn, đợt này nó có cả bi, đặt cả bi đây cho anh em nhá. Thì quả này em giao lưu mọi người cái giá rất hợp lý, vừa bán vừa kỷ niệm mọi người. Cái quả đầu tiên em mình chỉ để cho mọi người, em đảm bảo mọi người chứ nó rẻ, giá hợp lý thôi, dùng rẻ hơi quá nhưng mà dùng giá hợp lý, và đây là giá sản xuất cho mọi người. Quả đầu tiên cực kỳ đẹp, anh em nhanh tay nhé, đường kính 35 không có ai bán thế này đâu, 1379 không ship cho anh em nhanh tay nhé. Một quả duy nhất anh em nhá, không quả thứ hai đâu nhá. Giá này thì quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Đường kính 35 không phải nhỏ đâu nhá, và nó rất là dày, đây hàng dày gỗ mọi người nhé, đây này. Không phải hàng mỏng nhá, anh em hộ em đường kính 23 nhá, à độ dày 23 nhá. Cái này là cái mắt anh em này, đây là cái mắt này, à không phải mắt, đây là cái vân của nó này. Không phải mắt, hai hoàn toàn là không có mắt. Đế đặc xịt đây, chu thơm lắm. Đây, chun chớp này. Chun chớp này đây. Đế này. Vàng óng luôn. Đây, để rất là sang này. Mọi người để sang nhà, và giá thì em đảm bảo mọi người là hủy diệt thế giới luôn, nhưng mà hủy diệt thị trường. 1379. Đây là giá sản xuất cho mọi người nhá. Không có nhiều đâu. Mời anh em ngắm một cái này có thể dùng một từ là một cái sản phẩm đẹp, nếu không dùng một từ là rất là đẹp. Đưa sang máy nha em, rất là đẹp. Cái đầu tiên, một chiếc khay đầu tiên trong một cái lô khay 30 cái, và đợt này sẽ làm cho mọi người hàng này hàng khủng.
anh em có thể nhìn thấy em đang ngồi em bê cái khay này thì mọi người biết là nó khủng khiếp như thế nào. Và đây là hàng toàn bộ là chun chớp hương ta gia la, hai mặt đẹp như nhau, dành cho anh em thích hàng khủng. Anh em thấy uy tín chưa? Hai mặt đẹp như nhau mọi người nhé, hai mặt đẹp như nhau. Cái này là mình để mình nô nó bị sượng đấy. Anh em nhìn này, toàn bộ chun vân hết, hàng chuẩn hơn ta ra lai và quá khủng khiếp. Dày thì rất là dày, cái này thực ra là cũng không phải dày lắm nhưng mà nó chuẩn vừa tầm. Nếu mà cái khay này mà dày nữa ấy, thì xin phép anh em là không ai bê được. Bây giờ như thế này nó đã rất là nặng và khó bê rồi nhé, còn dày nữa thì rất là không chắc không bê được đâu. Đây có chú chỗ đồng chưa gắn nha, siêu khủng nha anh em, mời anh em thưởng lãm cái chất vân. Anh em nhìn em ôm đây khóc ra là một cái khay siêu khủng khiếp, vào với cái chất vân thì đỉnh cao về vân luôn, khẳng định mọi người đỉnh cao với chất gỗ chất vân luôn nhá. Và trên thị trường cái khay này thì chắc chắn là không có giá thì 2,5 triệu đâu. Anh em cứ tham khảo giúp em, chun như thế này, chun sụn như này, mày để hai mặt nha anh em, nhanh tay nhá. Chuyện đầu tiên chiều dài là em lấy là 75,5 nhá, 1,75 triệu khủng khiếp luôn đấy. Một chiều là 39, 75,5 39 hàng này trời thì yên tâm rồi. Dày 4 phân, cái chiều dài là 75,5, một chiều là 39 và độ dày là 4 phân đủ mọi người, hàng chun chớp không có chiếc thứ hai. Anh em sẽ thấy là đây là cái khay khủng khiếp luôn này, to lắm nhá. Và bác nào phải nói chung ở trên đây bày thì thôi xin phép mọi người, nó bày là tỷ thứ trên đời chứ không phải là một thứ đâu mọi người nhá, tỷ thứ trên đời chứ không phải một thứ ở bày đấy đâu. Ấm chén thì anh em bày có đến 5 bộ ở đây cũng không hết được, nó thẳng luôn là như thế, quá VIP. Giá cho anh em này, nhanh tay anh em, nhanh tay hộ em giá sản xuất cho mọi người, nhanh tay nhá, em chỉ kiếm một chút công rồi, 1,5 đồng. Ở đâu bán ra này, ở đâu bán một cái khay như thế này ra này mà chất u sụn sụn sần, ở đâu bán 1,5 đồng mọi người nhá, siêu khổng lồ và đẹp hai mặt như nhau nhá. Đây là hàng nọc gỗ đẹp hai mặt như nhau, em bán hủy diệt thị trường luôn cho anh em chơi. Hủy diệt luôn này, giá hủy diệt luôn cho anh em chơi, là trước bán toàn bộ 500 một cái là tiếp rồi, qua như này bán có 1,5 triệu rồi. Anh em tham khảo hộ em Minh xem được bao nhiêu ạ. Em Minh sẽ lên cho mọi người một cái tác phẩm ngựa rất đẹp. Vừa hoàn thiện mộc chiều qua xong nhá. Đây là những cái bạch đũa của em Hà Giang đây. Hàng này thì phun tuyết rồi. Em làm được 4 con. Vấn đề mộc nhá, anh em lấy thì thích chơi mộc thì chơi. Anh em thích vào si vào sát thì vậy, thích sơn lưu thì sơn, tùy mọi người thích chơi kiểu gì thì chiều của đấy. Nhưng mà giá thì chưa bao gồm cái sơn trước đâu mọi người nha, sơn này anh em thêm 100.000 đồng em. Đây là giá mộc, em báo giá mộc vừa. Hàng là phun tuyết rồi nhá, mới bọc từ chiều hôm qua mọi người nhìn này. Anh em nhìn đây này, nó phun tuyết rồi. Cái lưng này mọi người nhìn nhé, đây là tuyết da này, tuyết da trắng xóa luôn đấy nhá, quanh sau đây, sau đây, trước đây. Anh em nhìn cái gầm bây giờ, mọi người về nếu để mộc thì anh em nếu có tủ kính em cho vào thì em đảm bảo cái tuyết này sẽ dài như sợi mi chính đây này, trên này nó ra này. Hàng của em đục là liền nguyên khối 100%, hàng đục liền nguyên khối 100%, con ngựa thong dong nhá, đây là ngựa thong dong, ngựa thong dong mọi người nhá, đục rất kỹ, mời anh em ngắm cái diện mặt đục rất kỹ mọi người nhá, đấy đục kỹ, thợ nhà đục công rất là vừa tầm thôi. Chiều dài là 37, cái này anh em bày ở cái kệ thì tuyệt vời luôn, to nhá, hàng to không nhỏ đâu, cao 39 và đây một cái hàng bạch nữa và dày là 13 phân, đây toàn hàng bạch hết và đẹp hai mặt như nhau nha, không lỗi vết. Hàng nguyên mộc này thì anh em chơi là yên tâm là chắc chắn là có lỗi vết nào nó sẽ lộ luôn, có vết nó sẽ lộ luôn, thơm lắm các tình yêu ạ. Nếu anh em thích
chơi bọc cái chơi à, quay mặt đục này, anh em nhìn nhận đục kỹ nha, hàng đục kỹ nha, chứ không phải ngựa xấu đâu, không phải ngựa xấu mọi người nha. Giá cho các tình yêu này, anh em nhanh tay mọi người nha, giá cho mọi người chú ngựa này đủ gỗ đủ công sản xuất. Anh em đi mua trên thị trường thì giá rẻ nhất cho một chú ngựa này cũng chia sẻ mọi người tầm khoảng 1,9 triệu, đấy là rẻ nhất. Em trước khi em bán và đưa ra giá cho mọi người thì em đều đi tham khảo thị trường người ta bán bao nhiêu, sau đó mình sẽ bán rẻ hơn đấy, thì người ta bán tầm khoảng 1,9 triệu đến 2,2 triệu một con như này, thì em Minh để cho mọi người 1,680 mộc mọi người nhé. Anh em sơn thì thêm tầm mấy, em chỉ thấy 50 thôi, 50 thì sơn thôi, không phải sơn mà si sát mấy 50 thì có đôi em hỗ trợ 1,680 nhé. Ok, con này thì con thông rong quá đẹp, tuyệt trắng xóa luôn. 1,680 mọi người tính của em đồng tiền gỗ, tiền công bằng ngựa này, ngựa làm kỹ không phải làm ẩu đâu mọi người nhá. Hôm nay có rất là nhiều chuột, em đưa một cái tác phẩm chuột ngay dưới chân này cực kỳ đẹp này lên cho anh em ngắm. Nặng lắm, nhà mời hàng đấy hàng u sụn nhá. Đây, gỗ này đặc xịt mọi người, đặc xịt anh em nhìn này, đây toàn bộ là hàng gốc hết, và mọi người sẽ nhìn thấy nó có cái bao tiền rất là đẹp. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy nó có cái bao tiền cực kỳ đẹp và tuyệt vời luôn. Và đây chất sụn hương chuẩn hương ta Gia Lai nhá, đây là hàng chuẩn hàng hương ta Gia Lai. Đây anh em nhìn thấy cái bẹ, đây là hàng gốc thì nó mới có những cái bẹ như thế, bẹ tròn và đẹp như thế này, chứ còn cái hàng hộp bây giờ ấy, thì nó sẽ đùn đũa, nó không có bẹ tròn đấy đâu, nhìn nó bẹ tròn thì nó đẹp đấy. Mọi người nhìn thấy vân này, đây ngột chưa, chặt gấm đàng hoàng nha, gấm đàng hoàng, con chuột to lắm nhé, hàng ngày hàng to rất là nhiều, những con chuột 600-700 thì con này nó phải to gấp 5 lần, con này phải to gấp 5 lần một con chuột tầm khoảng 500 đi, phải to gấp 5 lần, nhiều gỗ. Cái này anh em bày bàn bày đôn nên là rất là đẹp luôn này, gỗ không có vết, hàng cam kết không có vết thì đặc, cũng chỉ có chia sẻ mọi người là chỉ có một con thôi, mới làm xong được một con thôi. Đây vân này sụn lên anh em này, đây này anh em nhìn này, toàn sụn hết đây anh em nhé. Đây là hàng gốc, hàng gốc nó sẽ có rất là nhiều sụn và chun, hàng chọn gỗ mà. Để em ôm bên này thì mọi người đã hình dung được cái kích thước của nó, sẽ không biết là sẽ hình dung được to hay nhỏ. Cái này rộng 30 này, rộng 30 này, chiều cao của nó là 35 mọi người nhé, rộng 30 cao 35 và độ dày nó rất dày. Cái này anh em để đôn hoặc để kệ tivi là vừa, dày 23 phân, dày 23 phân. Đây em ôm như này, ôm như này thì mọi người sẽ hình dung ra là kích thước của nó như nào, nó rất tuyệt vời. Và hàng đế đặc thì trên này nó sẽ không có bị tâm, không, hoàn toàn là không có tâm anh em. Một cục gỗ này mà cắt được một cục gỗ đặc và làm nó lục lạc cái này là rất là mất nhiều gỗ. Còn ví dụ hàng mỏng, khi anh em mua nhiều khi mọi người không để ý cái hàng mỏng như nào đâu, và cái hàng dày mà bẻ nó to như này, nó có cái bao to như này thì em sẽ đầu tư cô cái tiền phôi nó sẽ nhiều hơn, và tiền công đục cũng sẽ mất nhiều công hơn. Đây là chia sẻ thật như thế, thì bước này giao đi mọi người 1,5 đồng thôi nhá. Hàng của gỗ này cũng phải rơi mất tầm khoảng 700 của gỗ này, 700 còn đâu là tiền công, 700 của gỗ này, 800 tiền công, công thợ nhà nó, chứ anh em đi thuê chắc người ta lấy mọi người 1,5 triệu mất này. Và chất gỗ thì nó quá phê luôn anh em ạ, to lắm mọi người, không nhỏ nhé, hàng to và không nhỏ, 1,5 triệu, 1,5 triệu không ship đâu, ship không ship mọi người. Có một con thôi, không nhiều. Em Minh đi cho mọi người một cái tác phẩm rất là đẹp, nhưng mà trước khi lên cái tác phẩm đó thì lên cho mọi người một chú trâu cũng rất là chất lượng. Wow, đẹp lắm anh em, đẹp lắm anh em ạ. Anh em một chú trâu làm bao tiền, gỗ này thì gỗ rất gốc, hàng gốc dễ, anh nhìn vân này cuộn. Cái này một người để bàn, nhà có người tuổi xỉu hay một người để bàn, anh em nhìn vân này, hàng gốc dễ, cái bao tiền chùn hết liền 100% nhá, gỗ nặng lắm. Đây này, cái gỗ gốc của nó già nên là cái vân này mọi người chơi nó rất là đẹp. Anh em nhìn cái vân này, đây này. Chùn hết này, đế đặc 100% này, đây là quả đá, đây nó găm đá từ đây găm xuống này, thôi kệ bỏ đi, đây còn đâu đá bên dưới một tí, đây
đây hàng sụn mọi người nhé, hàng sụn đây, sụn thì có một con thôi, con làm được một lô này đến 5 con, hôm nay xong con này nó con to này, xong con to này đấy, bẹ rất là dày đây mọi người, cực kỳ nhiều phôi nhá, phôi và phôi đặc luôn, rồi phải xa cho mọi người ngắm tổng thể mà phôi đặc luôn đấy, mà làm này là mất công lắm, bao tiền lấm cỏ các kiểu. Cái này chiều rộng là 34 này các bác này, chiều cao là 26 này, hàng to nhé, hàng to đấy, này thì chắc chắn không ở đâu bán với 2 triệu, và độ dày là 18 phân. Em khẳng định mọi người luôn là không ở đâu bán trâu dưới 2 triệu, không ở đâu bán dưới 2 triệu, nhưng mà em Minh để cho mọi người cái giá ấy, một chút công thôi, anh em nhanh tay vào chốt mọi người nhá, anh em cứ tính hộ em, tiền gỗ hương bây giờ nó đục đặc, mà gỗ đặc này nó rất là cao, 35.000 một cân rất là cao giá, xong lại còn tiền công nữa, công thợ nữa đấy, nhưng mà để cho mọi người giá hợp lý thôi, 1,5 đồng anh em nhá, cực kỳ hợp lý đấy mọi người ạ. Đặc xịt thế này, quá chất lượng luôn, trâu thì giờ tới sẽ cực kỳ nhiều trâu, đủ một thể loại luôn, nhưng mà đưa máy xa ra để anh bê cái pho trường mi rất là đẹp cho mọi người ngắm. Đây cho mọi người ngắm một cái tác phẩm rất là đẹp. Hôm nay có rất là nhiều siêu phẩm to, nhưng mà chẳng để ngày mai đi. Mà quay cho mọi người một cái pho trường mi rất là lâu rồi. Ui, lạ lắm. Quả này nhiều gỗ đặc sao mà nặng thế nhỉ. Ui, gỗ gần như đặc xịt 100% mọi người. Gỗ như gần như đặc 100%, để sao bê của gỗ nó lắm. Anh em ngắm cái đường sau trước nhá. Làm trường mi này rất khó làm ấy. Và thợ làm trường mi bây giờ công rất là cao. Anh em ngắm một em cái thập gọi một chất vân. Đây là đục mà từ cục gỗ to ấy. Xong mình đục moi ra những cái gậy rồng này. Gậy rồng mà mình đục moi ra mọi người ạ. Đục moi ra. Và hàng trường mi bên em làm thì đều là cố gắng làm rất là kỹ. Và nửa cục gỗ đẹp. Hàng gốc. Toàn là hàng gốc thôi. Đây cái da gỗ hồn nguyên đây này. Đó, hàng gốc thì nó có cái củ bên dưới này, người ta gọi là có cái bệ. Có cái bệ nhìn nó rất là đẹp. Cái bệ nó sẽ nâng tầm cái sản phẩm bên trên lên. Đây có đồng nấn này, đục lấm này. Đây nó cũng mọi người thấy cái này không ạ? Anh em có nhìn thấy cái này không ạ? Đây ạ. Cái này nó là những cái rễ dài ra nhé. Nó là cái gốc nó có những rễ, cái này em phải cắt đi, cắt đi này. Cắt đi này. Anh em nhìn, cắt đi này. Đây này phải cắt đi, không khoanh tròn như này này. Đấy nó cực kỳ tốn phôi. Chứ không phải cứ mua gỗ như này làm được đâu. Đây, đây em cũng cắt đi này, khoanh cắt hết đi này cho nó đẹp này. Đấy, chỗ này em có đục một cọc này. Một cọc làm di sần cũng rất là kỹ mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp và kỹ luôn. Một cọc này. Bên này em có đục một củ sâm cũng rất là kỹ. Đấy, hàng trường mi thì thợ này làm rất là kỹ. Nhưng em hình dung đây là hàng đều là top 1, top 2 là nghề đi thuê đục hết. Đấy, vì củ gỗ của mình đẹp mà. Anh em ngắm một chất vân. Mọi người thường cái chất vân thôi em. Đây ạ. Nó đẹp hơn gỗ cẩm mọi người nhé. Không có vết ạ. Hàng này không có vết, hàng tròn gỗ. Không vết, không tâm. Mọi người sụn hết đây này mọi người này. Sụn trong xe là đục ra là sạch sẽ nhá. Trong này là không có bị vá víu nhá. Bởi vì gỗ đặc nhá. Đây này, cẩm. Cái này là gỗ liền mọi người nhé. Đây là liền của gỗ, xong là thợ đục moi ra rất là lâu đấy ạ, làm trường mi rất là lâu công, là do cái mi này này là người thợ phải tính toán làm sao mà đục cái mi này và moi nó liền, là rất là mất công. Trên là gậy rồng đó, rồi bước sang của mình ngắm bước này thì rất là đẹp. Bác nào nhà chưa có những bức trường mi chất thì chơi bước này nhá, xuất sắc. Cái củ bẹ quá đẹp luôn, chiều cao là 76 mọi người ạ. Chiều rộng của bức này là 35 và chiều sâu nó mà rơi tầm 32, cao 76, rộng 35, sâu 22 mọi người nhé. Chất phôi thì anh em nhận hàng kiểm tra, không đẹp em không lấy tiền, nói thẳng luôn như thế. Anh em nhận hàng kiểm tra cái phôi này không đẹp em không lấy tiền. Anh em quay lại ngắm một lần nữa cho mọi người đây, cái chất gỗ này đây, mọi người cứ ngắm kỹ, chất tuyệt vời luôn, bởi vì hàng này là hàng thuê thợ đặt
em làm vì đam mê những cái bức tế thôi, chứ còn thực ra là làm hàng tế là cũng không có nhiều công đâu mọi người ạ. Vì người ta đục lâu công lắm, đục cả cọc như này đã di sần con cọc đã rất là mất công rồi nhá, mất công rồi nhá, xong này còn phải đục cả lấm như này và cái củ phôi này nó rất là to như này, thì đồng nghĩa cái việc là mà sẽ nhất mất nhiều phôi, mất nhiều tiền mua phôi đấy, mọi người hình dung chưa? Đấy, Vân thì xuất sắc. Bước này em mình giao lưu mọi người 3 đồng rưỡi mọi người nhá, bởi vì cục phôi nó rất là nhiều phôi ạ, nhiều phôi lắm. Anh em mà thích những cái bức đẹp và chất thì chơi bước này tuyệt vời luôn đấy. Đằng sau không có vết, hàng này không có vết mọi người nhá, có một bức thôi, nhưng sau là một bức, à sau là 2 bức, nhưng bức kia là hàng hàng hàng, hàng bán thân, bức này là đục toàn thân luôn, đục thêm cả cóc cả lấm nước tinh tinh ngủ đặc nặng lắm. Chúng ta ra lại siêu lạ luôn. Đây là phải nặng gấp 4 lần thì không loại má được mức 2 triệu. Phôi phải nặng gấp 4 lần. Lòng thật. Là nó nhưng cũng cười hảo. Đây. Nên cho mọi người ngắm một cái tác phẩm này. Đây là một cái bức di lặc mà cục phôi là cục phôi lũa, lũa phôi lũa. Đây, giờ này em làm toàn phôi lũa thôi. Để có một cục phôi rất là nặng. Cái này bước này 20B. Anh em nào thích chơi hàng chuẩn thì chơi bước này. Phôi 89 mấy cân, 89 mấy cân không nhớ đâu. Bây giờ được rồi, chắc là còn nặng tầm 4 mấy cân. Mà được cắt đi bao nhiêu gỗ? Mà bây giờ không phải nặng tầm 4 mấy cân. Tôi phải kéo cái quay ra, có một cái nút quay như nó to và khổ. Lúc này hai vợ chồng chắc không bê được, để ngày mai quay được. Hai vợ chồng không bê được bước quay này. Rồi em bê bước lần dần. Anh em làm một ua, Thích Ngọc An ấy, thì chơi bước này nhá. Ủa, bước này bây giờ chắc phải còn nặng 4 mấy cân nữa. Thằng lũa này nó nặng lắm. Yêu dầu. Đây, em nhìn này. Và lại chỉ làm hàng Hà Giang này thôi. Đây em nhìn những cái mắt gỗ lu. Cái hàng này thì về chơi nó sẽ không ở lứt. Và thứ hai là nó hàng chuẩn. Và cái gỗ này nó rất là già. Đây, đây nó sụn, chun, nu. Nhưng mà em quay hết rồi, quay cho sạch hết đất cát ra rồi. Nguyên này, đây cái bạn, một cái bạn lũa. Nhưng mà mình mua cái hàng đặc gỗ, em bán cả phôi mà. Thế này em lọc lại những cái hàng chất lượng như này em làm cho mọi người. Cái này ngang rất là to này. Chiều ngang của bức này nó lên đến 55 cơ. Là một cái bức tượng rất là hợp lý. Và với cái chất này thì anh em yên tâm rồi ạ. Chắc chắn điều một điều mọi người là những hàng này trên thị trường bán toàn 10 mấy triệu bức, giá 18-9 triệu, vì nó được mang cái thương hiệu mà. Anh em nhìn đục rất đẹp đây. Chất này đây, hàng đánh xì, mọi người nhìn cái diện của em làm này thấy không? Đó diện em thuê là diện đắt tiền nhá, đây là thuê người đục đắt tiền, người ta đục cành đào biết là em đục vào liền hết. Cái hàng em không chắc đâu mọi người, em quay xa ra một chút mọi người ngắm tổng thể đó. Cắm tổng thể trước để mọi người thấy cái phần đục đè đục cũng đã rất là mất nhiều công rồi này. Bên dưới là cái bao tiền nhá, xong em đục một cục cóc này, trẻ con này, kê chỗ này là cụ sâm này, nhìn thấy rất cái dáng cũng rất là đẹp. Và bức này nó có một cái hay là nó có cái chiều rộng, thường thường là cái đục những bức tượng mà chỉ có cái chiều rộng thì tầm khoảng 45 là to lắm này, nhưng bức này nó rộng đến 55 phân, là cái phôi bản lũ này rất là chất lượng. Nhưng mà bên dưới này này, bên dưới này đặc mọi người, đặc nên là phôi 9 mấy cân mà em nhớ hình như cũng đấy 9 mấy cân rồi, tại rộng 55 rồi, chiều cao của bức này là 85, và độ dày thì anh em yên tâm nhé, dày tầm khoảng 30 phân, 30 phân. Hàng này thì chất lượng cực kỳ đỉnh cao luôn đấy. Bước này thị trường bán thì không dưới chục đồng, rẻ 88 phải tầm 8 đồng, 7 đồng mấy 8 đồng. Em mình chỉ để cho mọi người cái giá sản xuất thôi, em lấy một chút công thôi.
giao lưu mọi người bước này 5.5 đồng mọi người nhé, giá cực kỳ hợp lý cho anh em và nhanh tay đi ạ, anh em nhanh tay luôn, tầm này em bán giá hợp lý lắm, hàng đẹp nhưng mà cái giá thì cho mọi người nghe phát ngủ luôn anh em ạ. Đây là cái bao này, bao tiền này, đây là cái vân gỗ tự nhiên nhé, cái vân của nó đấy không có lỗ vết đâu. Ok, ok xuống đi, bước này thì cực siêu chất mọi người nhá, hàng siêu chất cho các bác chơi và hàng này thì chắc chắn là sẽ cực kỳ thơm rồi, chúng ta đừng bàn cái mùi thơm của nó làm gì, bởi vì hàng đẳng cấp này thì ngất ngây luôn và thơm rất là dễ chịu. Có một bước thôi mọi người nhá, hàng này hiếm lắm, hàng hiếm, hàng nó có cái chiều ngang to này rất là hiếm, nên anh em nào mà để học được cái vị trí của mình thì bê lại ngay đi, một bước thôi, 5.5 đồng mọi người nhá. Em bán là theo cái gỗ thôi và cái công thọ nhà thôi, và cũng đính chính với anh em luôn là anh em mua hàng là yên tâm mọi người nhé, em lấy danh dự mình sẽ đảm bảo yên tâm cho mọi người, gỗ nào nói gỗ đó nhỉ, chứ không phải là anh em thấy hàng giá hợp lý. Nhiều bác mua bên em những hàng bác nào mới mua ấy thường thường là rất là lăn tăn về cái vấn đề chất lượng, bởi vì là mọi người sợ ủi lặng đi để xuống dưới kéo đấy lặng đi bước này chắc phải 40-50 cân 45 cân, anh em sợ cái vẫn chưa giao lưu lần nào ấy thì mọi người nghe cái giá và với cái chất lượng phôi như thế đấy thì mọi người rất là lăn tăn là không biết là liệu có đúng như mình nói không, thì em đảm bảo mọi người cứ nhận hàng thôi, đảm bảo mọi người là sẽ cực kỳ chất lượng luôn đấy, em giá sản xuất mà em lấy công rất là thấp, người ta bán một pho tượng người ta lãi 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thậm chí là 4-5 triệu, mình chỉ vài trăm thôi, thế thôi để nhanh nhẹ thao mua chuyến thôi, nhẹ thao mua chuyến cho mọi người nhá. Em cho mọi người bức đặt ma cũng là già gỗ, hôm nọ bác làm mà chưa chốt được bức đặt ma có mấy anh điện đấy, nhưng mà thật sự thì em không nhớ anh nào đâu, nhưng mọi người cứ vào xem like và ai cứ chốt nhá, bức này hai người bê một người đối chết không bê được, hôm nọ em bán một bức là bức bán 4.8 triệu mà bức đấy nhỏ hơn bức này rất là nhiều mọi người nhá, bức này to gấp rưỡi bức đấy. Cái này là phần đầu này, còn cái bức không gọi là phần hình như là phần gốc bên dưới nào, còn cái này là cái đầu rễ, hai người bê, hai vợ chồng bê to hơn chứ bức nọ rất là nhiều, khủng khiếp luôn đấy. Bức này thì chắc phải người ta phải bán cũng phải tầm 7 triệu, 7 triệu đến 8 triệu, một khóa là mệt mọi người, vừa sửa mọi người chưa tắm rửa gì, anh em yên tâm nhà hàng đúng chất lượng thôi, đây toàn bộ là gỗ rễ. Cái hôm nọ em có một pho mà em bán mọi người 4.7 triệu ấy, thì cái pho đó nó chính là mọi người hình dung này, một cục gỗ, một cái cục dựng, một cái rễ rất là dài, thì em cắt làm đôi, thì cái pho của em làm một pho và còn cái phần này là cái phần đầu rễ, em làm nốt pho còn lại này, đấy, pho này nó phải to gấp rưỡi pho hôm nọ, pho gấp rưỡi cái pho 4.7 triệu hôm nọ, nhưng mà những hàng to như này thì anh em mua lại cái giá này hợp lý thật sự luôn, nó chỉ chênh nhau tiền gỗ thôi, chênh nhau tiền gỗ thôi, chứ còn công cá thì thực sự là nhà em làm em tính công nó không tính sát, vừa áng áng thôi cho mọi người thôi. To lắm mọi người ạ, bức này quá to rồi, cái bệ cũng quá dày, gỗ này thì mọi người nó đặc, đây là cái rễ mà đặc hết, chất lượng 50.000, giá thì cực kỳ hợp lý cho mọi người, các bác nghe bắt buộc luôn, em với cái phương châm là làm nhanh, giờ này em ra đặt ma rất là nhiều, có thể là lên đến tầm hiện tại trong nhà em có tầm gần 10 pho, nên em sẽ bán giá rất là rẻ cho mọi người để tái đầu tư cao 96 mọi người nhé, cao 96 rộng là 43 đấy ạ, con này to phong nọ rất là nhiều, phong nọ cao 7 mấy thôi và dày là 33 phân, cao 96 rộng 43 và dày 33 phân, nó to là gấp rưỡi pho 4.7 nọ, mà em để cho anh em với giá là chỉ có 5.2 đồng thôi nhá, 5.2 đồng anh em, nên anh em để ý giúp em cái này nhá, đây này anh em nhìn đây có một cái vết, đây là cái vết không phải là lỗi vết thôi nhá, mà đây nó chính là một cái vết chun của gỗ mọi người nhá, chun bởi vì hàng gốc mà, hàng gốc thì sẽ không thể tránh được đâu mọi người nhá, những cái vết chun ở đây nó như thế này này mọi người này, nó có những cái vết chun như này này, gỗ nó già, gốc hàng gốc cũng như thế, ok, và hàng gốc nó sẽ có những gốc rễ, nó sẽ có những cái mắt kiểu như này,
đây, đây là một cái mắt của mình, không phải là gỗ không bị làm sao, mà đây nó chính là cái mắt rễ. Nó có những cái rễ nhỏ đâm ra thì mình cắt đi ấy. Anh em mình dung chưa? Đây đây này, đây là một cái mắt rễ này đây này. Nhưng mà hàng này thì mọi người chơi nó mới chuẩn chỉ đây. Đây là những cái vân dầu này. Đấy. Gỗ này thì phải nó rất là cứng, nó sẽ không nứt mọi người ạ. Không nứt, anh em chơi đi tâm. Không nứt mọi người nhé. Ok. Rồi em sẽ lắp đồng hai mọi người nhá, hợp lý thôi nhá, lắp hai không ship thôi nhá. Anh em nào nhìn tay thì bê nhá. Hàng như này thì không có nhiều đâu. Và giá này cũng rất là hợp lý rồi, hàng khủng đó. Hàng khủng đó mọi người. Ui. Để dưới luôn đi hả? Thật sự là rất là lạ luôn, toàn hàng lạ. Anh em mà thích hàng gì thì cứ liên hệ một hàng, đợt này về rất là nhiều. Bỏ cái máy NB cái chung cọc đẹp cho mọi người ngắm. Ngoài trời đang mưa. Bây giờ là xích soát 10:30 gần đến 2 đêm rồi. Làm việc rất là nhiệt tình và hăng say. Cái này bị xước một chút này. Cái này mai xoa đi này. Chia sẻ mọi người, đây là một cái chung tam cọc dành cho anh em nào thích hàng quái thì anh em chơi. Cái vân nó như ốc cọc luôn. Và đây là hàng ôm đá. Đây ôm đá tự nhiên mọi người nhé. Anh em về kiểm tra. Ôm đá tự nhiên. Đây là cái chỗ này nó có một cái viên nhỏ nữa, nhưng mà cái viên nhỏ này nó rụng ra rồi. Có đồng tiền đầy đủ. Quả này rất là quái. Đây là quái luôn, có một bức thôi. Đợt này cũng chỉ làm được một bức này, còn đợt tới mới nhiều. Đợt tới mới nhiều hàng, đợt này thì hiện tại là mới xong là bức này thôi. Có phải một thời gian nữa, tầm khoảng một tuần nữa thì mới ra được một số bức nữa. Vân như cẩm luôn, hàng gốc ôm đá. Đây tất cả những này đều là một cục phôi mọi người nhé. Nó là một cục phôi hết và ôm cục đá. Em lấy danh dự và đảm bảo cho mọi người đây đá tự nhiên. Cái danh dự đảm bảo mọi người đá tự nhiên mặc dù nó hơi long long một chút thế này. Nhưng mà mọi người phải lấy búa mới đập ra được nhé, chứ còn bình thường đập ra được đâu. Nóng này thôi nhưng mà không ra đâu mọi người nhá. Đây là ôm kíp kíp thế này. Đây ôm này. Có đồng tiền hết. Có đồng hết đầy đủ. Anh em nhìn cái vân này là tứ diện. Hàng chum thì hay bị vết đằng sau á. Nhưng đây là hàng đẹp tứ diện này. Cục phôi đấy rất là to à. Phôi đấy chun thế này. Hàng gốc. Mọi người nhìn chưa? Loang ấy này. Rất là đẹp. Anh em nào thích hàng quái thì chơi cái chum này. Chum này nó cả một gốc này. Nhiều phôi lắm mọi người. Không ít phôi. Hàng này thực sự là không ít phôi. Rất là nhiều phôi. Chiều rộng là 52. Chiều cao là 45. Rộng 52, cao 45 và độ dày gỗ. Độ dày là 27 phân. Rộng là 55 đấy mọi người nhé. Rộng 55 và cao 45 đấy. Rất là nhiều gỗ luôn. Em Minh chỉ giao đi mọi người chung lại với giá. Anh em nghe phát mồm luôn nhá. 2,5 đồng. Nó to hơn những cái chum em bán 2,5 triệu rất là nhiều. Em vẫn bán mọi người mà không ôm đá. Chum với nó cao và to hơn rất nhiều. Vẫn để mọi người 2,5 đồng. Giá sản xuất cho mọi người thôi. Và đẹp tứ diện. Sau đó sữa một chút. Mai xoa là hết. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Nhìn phép bê sản phẩm xuống. Toàn hàng chất lượng luôn. Toàn giao lưu mọi những món hàng gọi là chất lượng luôn. Hàng VIP thì hôm nay rất là nhiều. Em sẽ đi cho mọi người một sản phẩm nữa thôi. Khá là mệt, em khá là mệt. Em sẽ đi cho mọi người một sản phẩm nữa thôi để em sẽ nghỉ. Để em sẽ lên cho mọi người một cái bức một cặp voi cũ chắc hàng VIP đi.
có một cặp, nó lắm mới làm được một cặp hàng ngày hàng VIP anh em nhé. Anh em mua chắc thì phải tìm những nơi uy tín mà mua. Đây, đây nó có đúng một cặp luôn. Và cặp này nó hay một cái là nó cùng phôi cùng chất. Anh em nhìn này, đây là chuẩn chắc Việt và đây tất cả những cái này đều vẫn veo được tự nhiên hết. Đây, anh em mà yêu thích những cái hàng chất lượng thì chơi nhá. Để lựa được một cặp mà nó cùng vân cùng chất như này là rất là khó, cực kỳ khó đấy mọi người nhé. Và hàng bao phê, bao chuẩn chắc Việt và đây là chắc đen và có đỏ anh em nhé, chắc đen có đỏ mọi người ạ. À, đây một cặp thôi và đây là đủ một cặp, đúng một cặp luôn. Đế dưới đặc hết này, đây đục moi bốn chân là như này, mình đục moi bốn chân như này, đục moi bốn chân này, đây moi bốn chân này, một con này, hai con này. Đây là làm một cặp này khó lắm nhá, anh em về bày bàn ấy thì mọi người sẽ bày đúng một cặp hai bên như này, quay ra như này thì nó là VIP luôn. Và hàng này chắc chắn là sẽ không có nhiều người làm được những cái một cặp này đâu, người ta chỉ làm được một con lẻ thôi, mà một cặp mà được đúng được như thế này là rất là khó ấy. Em nhìn này. Và để làm được cái bốn cái chân rơi như này ra là cũng chắc rất là đắt và phải là chắc to ấy, mọi người chắc to luôn đấy ạ, không phải nhỏ đâu. Chia sẻ mọi người là mỗi một cục chắc mà làm một con voi này 900.000 một cục, 900.000 một cục, hai cục này là 1.800.000 rồi. Anh em chơi chắc chuẩn thì anh em cố gắng chơi thằng chắc như này. Em đo kích thước đại diện một con anh, cái này dài 24 này, cam 17 này và độ dày là 12 phân. Đục moi bốn chân ra là anh em mình dùng được luôn, là nó cực kỳ khổ luôn ấy. Và cân đo đong đếm tính toán phải rất là kỹ thì mới hạ được bốn chân như này, và nó cực kỳ mất nhiều phôi mọi người ạ. Em mình xin giao lưu mọi người cặp này với giá là chỉ có 2.600.000 thôi anh em nhá, 2.600.000 cặp này thôi nha mọi người nhá, vừa bán vừa kỷ niệm. Anh em nào chưa có một cặp voi VIP thì chơi nhá, 2.600.000 một cặp, không ship đâu các tình yêu ạ. Anh em phải trả ship giúp em nhá, đừng phải trả ship anh em VIP này có một cặp, nợ cặp này khó lắm ấy, chỉ có duy nhất một cặp thôi. Thôi chắc là gì đó cũng khá là mệt rồi mọi người, ngày mai sẽ lên cho mọi người hàng VIP. Em xin phép hôm nay clip xin dừng lại đây, cảm ơn rất nhiều mọi người xem clip thấy hay nhớ dành em mình xin like mọi người nhé. Ai chưa đăng ký kênh nhớ nút đăng ký kênh của em, mà rất là nhiều, có rất là nhiều hàng đẹp. Thực ra em muốn lên cho mọi người một cái phone riêng đặc cực kỳ chất này, nhưng mà hay bê ra cho mọi người ngắm phone đấy đi, biết không? Phone đấy thì nó rất là chất và nó rất là vừa tầm cho anh em nào thích chơi cái hàng nhỡ nhỡ. Em bê đi. Đây, đây luôn bạn của mình đọc lặng lắm, đây là hàng đũa cực kỳ lặng luôn, và hàng này nó siêu tinh dầu anh em, anh em nhìn cái chất vân dầu của này, đây là hàng này anh em nhìn cái vân dầu này, không phải là hỏng gỗ đâu mà cái dầu gỗ đấy, đây là cái hàng bạch đũa mà toàn là bạch đũa hết, sầu kinh đấy. Cái đũa sau để em sợ cái mặt đằng sau em không dám làm, em phải quay cái mặt ra đằng sau, còn đâu em nữa cái mặt đằng trước nó đỡ dầu hơn, con này nó kinh dầu luôn. Và cái này là đục moi nha mọi người nhé, đục moi cái này liền, anh em nhìn cái mạch dầu đây này nó chạy đây này, thì nó là chắc chắn cái này là liền nhé, không phải chắc đâu. Nhưng mà do quá trình thợ làm thì những cái chỗ này nó bị kiểu nó mỏng quá đấy, nó bị bật ra và xử lý ra. Còn cái này là liền, đây anh em nhìn cái mạch này, mạch dầu chạy này. Đây, ok chưa? Đục kỹ. Đây hai chẻ, hai bên đây một chẻ. Đây một chẻ. Ôi ngắm tổng thể, một ngắm đi. Ở đây cái một người bày cái đun kẹp. Đun kẹp của kẻ DV bước này thì nhức cái lắc luôn. Khẳng định mọi người luôn. Anh em bày cái đun kẹp thì nhức lắc bước này luôn đấy. Đây này. Đây, nặng gỗ đặc xịt. Này. Anh em nhìn này, gỗ đặc xịt. Siêu dầu luôn. Nặng lắm. Trông là tôi lặng lắm. Chiều rộng là 55 đấy mọi người ạ. À, cao là 35. Và chiều dày thì nó rất là dày ấy. Dày 30 phân. Hàng không có vết. Tất cả mọi thứ đều là vân veo của gỗ 100%.
bởi vì tất cả mọi thứ đều là mạch dầu và cực kỳ nhiều dầu, thơm kinh điển luôn, và đục moi móc rất là kỹ càng đẹp như này cho mọi người. Em mình chỉ để cho mọi người cái giá cực kỳ hợp lý, đây dầu hết không có lỗi vết mọi người nhé, và đục moi ra rất là kỹ càng, mất rất nhiều công. Đây để cho mọi người cái giá chỉ 2,9 đồng thôi, anh em nhanh tay vào bế. Đó. Cực đẹp luôn mọi người ạ, đẹp lắm, 2,9 triệu thôi, như giá không ship đâu mọi người nhá, anh em đừng bắt em báo ship cổ thân em, bởi vì là gạn hết cỡ cho mọi người rồi, đủ gỗ đủ công thôi, đủ moi móc như này, đây là công thợ nhà chứ còn đi thuê chắc người ta lấy 2,5 triệu tiền công rồi, thì mình còn gỗ còn xác xiếc nữa thì chắc ăn cám. Đúng không ạ, mọi người cứ tính hộ em xem, đi thuê chắc 2,5 triệu tiền công mà chứ chắc là đục moi móc như này. Ok, hàng có rất là nhiều, đủ các thể loại cho mọi người luôn. Anh em nào yêu thích món gì thì liên hệ bên em mọi người nhé. Thời giờ nó khá là muộn rồi, gần xít sắp 12 giờ đêm, nửa đêm rồi. Anh em vào ngày mai mà yêu cái món gì thì nhớ liên hệ bên em để chốt đơn mọi người. Hoặc đêm nay mà các bác yêu xem được, mọi người có thể nhắn tin, nhắn tin thường hoặc nhắn tin qua Zalo. Thì ngày mai em sẽ xem tin nhắn và chốt cho bác nào nhắn tin đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các tình yêu một buổi tối thứ năm thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc các bác luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn có bình an để mà vượt qua được tất cả mọi thứ và kiếm được thật nhiều tiền để phục vụ gia đình vợ con cũng như là phục vụ những cái thú vui đam mê của mình nhé. Và em xin cảm ơn ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Em xin chào, hẹn gặp lại.